Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của anh cũng như là siêu thị ô tô Hà Nội. Và hôm nay quay lại đem tới cho các bạn một siêu phẩm cực kỳ nổi tiếng luôn, đó chính là BMW i8. Bên hông quang đây chính là BMW i8 sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015, nhập Đức. Xe được sở hữu nước sơn màu trắng còn hơn khoảng 95%. Phần đầu xe chúng ta sẽ có một cái mặt ga lăng, chỉ có một hai cái khe nhỏ thôi. Xe mang biển số thành phố 52279, số 79 Thần Tài. Đèn laser nha các bạn. Xe được trang bị cảm biến trước sau. Vì đây là mẫu xe xăng điện thì chúng ta sẽ có hai cổng bơm nhiên liệu cho xe này. Một cổng là chúng ta sẽ sạc điện và một cổng sẽ là nạp xăng 20 inch. Giấy thông số kích thước lớp là 245/35. Và nổi bật hơn, mâm của chúng ta được sơn màu titan. Gương của chúng ta là gương gập chỉnh điện, có tích hợp xi nhan báo rẽ, trang bị camera 360 và cửa cánh chim. Để tăng thêm khí động học, xe cũng được trang bị thêm hai hốc gió hai bên. Phần đằng sau xe được trang bị cũng là đèn full led, có cảm biến da. Tăng thêm độ nổi bật, xe cũng được trang bị thêm hai viền xanh hai bên. Xe được trang bị ghế tài, ghế phụ chỉnh điện cùng với lại da cao cấp. Đây là mẫu xe 2+2 thì chúng ta sẽ có hai ghế sau là hai ghế hỗ trợ. Vô lăng là vô lăng bọc da, cần số BMW cực kỳ đẹp và thể thao. Có tắt mở cảm biến, có chỉnh camera 360. Cùng với đó chúng ta sẽ có nút đề starter và một cái chế độ lái airride. Trang bị auto đèn, auto gạt mưa, cùng với đó là hai lẫy số trên vô lăng. Có cả hắt kiến, tắp bi, tắp lô cũng được làm da và nổi bật lên là hai đường chỉ xanh. Xe cũng là trần màu đen để khi tay chúng ta có dơ chạm vào sẽ không bị dơ. Xe được trang bị âm thanh giải trí Hamakaron, sở hữu khối động cơ 1.5 xăng và động cơ điện. Khoang bao cho các bạn không tai nạn, không cứng đụng, ngập nước, cũng như là động cơ hộp số nguyên zin. Xin nhắc lại, đây là mẫu xe BMW i8 sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015. Nếu các bạn muốn xem xe, liên hệ cho Quang Béo, địa chỉ xem xe siêu thị ô tô Hà Nội, 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn thấy video này hay, cho Quang xin một like cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo để nhận được những video mới từ Quang ha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. Mời quý anh chị khách hàng chúng ta đi trải nghiệm một vòng. Cách lên siêu xe là phải đưa cái mông như trước. Đưa cái giỏi cho sao. Kéo xuống. Và đây là anh cầm lái Quang Béo, Quang Béo đẹp trai để cầm lái i8. Ước mơ của bao người, đổ mồ hôi luôn á, cầm lái này đổ mồ hôi, áp lực lắm phải không? Em vô bên kia rồi, nhưng mà rồi. Nó không có cho lên số, nó phải đủ tour mới cho lên. Không, để vậy là đúng rồi, nó không có lên xuống gì hết. Nó tự nó auto rồi. Luôn, đúng rồi, chính xác. Có những pha làm cho ta phải la lên vì vui sướng, la lên vì sướng. Đã đó các bạn, các bạn phải sở hữu đi, sở hữu ngay và luôn nha. Nếu các bạn đặt cọc ngày hôm nay, Quang sẽ chiết khấu cho các bạn cái giá ưu đãi tốt nhất. Thôi dám chạy nha, các bạn sẽ mượn. Là tại chị... tài thôi, sợ lắm. Căng thẳng, bạn đổ hết cả mồ hôi nữa. Nghe âm thanh phấn khích nha. Ồ, nghe hay lắm. Coi. Dạ, hình như đang vô được luôn mà đúng không?
seat belt. Đúng. Anh Hưng đâu vụ sáng kia? Đang sao hả? Anh Hưng đang ở đằng sau. Phải hậu tổng chứ. Đánh xe qua chỗ công ty nghiệp cũ mở ra qua Macmo rồi. Em đã hối hận chưa? Qua đậu trước cửa nhà quay cái đít, quay quay cái đuôi xe vô trong nhà người yêu cũ. Nẹt bô.